chăn nuôi con chồn mốc thì bà con phải đánh mạnh vào sinh sản. Những bà con nào ấy mà ở xa, mà cách chúng tôi khoảng tầm 200-300 cây số thì chúng tôi cũng có thể là có thể đến tận nơi để tư vấn cụ thể cho bà con. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi giống động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao như chuột mốc, anh Vi Văn Hoàn được nhiều bà con tin tưởng nhờ hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi. Một vài lần có cơ hội được vào hỗ trợ các trang trại nhỏ ở miền Nam, anh nhận thấy nhu cầu của bà con và khách hàng đối với chăn nuôi chuột mốc và chuột thương phẩm là rất lớn. Vì vậy, ngoài hai cơ sở ở Hà Nội, anh quyết định mở thêm cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã tại Trảng Bom, Đồng Nai để có thể hỗ trợ bà con trong khu vực miền Nam cũng như trên cả nước một cách tận tình nhất. Có một số lần tôi đã đi hỗ trợ các trang trại nhỏ ở trong miền trong, thì tôi cũng nhận thấy được ấy, là cái nhu cầu mà bà con ở trong miền trong về cái chăn nuôi động vật có giá trị kinh tế cao này rất là lớn, nên là tôi đã quyết định xây dựng trang trại có địa chỉ tại miền Nam để có thể hỗ trợ bà con được tận tình. Vì là cái vị trí địa lý của trang trại chúng tôi ngoài Hà Nội ấy, là nó không được gần, nên là chúng tôi không thể nào mà đi xa quá để hỗ trợ cho bà con, nên là chúng tôi quyết định là mở trang trại ở trong Trảng Bom, Đồng Nai để có thể hỗ trợ được cho bà con ở trong này một cách tận tình nhất. Khác với chăn nuôi lợn, gà hay bò, khi chăn nuôi chuột mốc, chúng ta sẽ không tốn quá nhiều diện tích cũng như chi phí để làm chuồng trại. Bên cạnh đó, thức ăn của chuột mốc rất dễ kiếm và rẻ tiền, bao gồm các loại hoa quả như chuối, thanh long, đu đủ và cháo cá, cháo gà mà chúng ta tự nấu được. Chuột mốc là loài động vật hoang dã có thịt rất ngon, ít mỡ và giàu chất dinh dưỡng, nên được giới nhà giàu ưa chuộng. Hiện nay, nhà nước đã cấm săn bắt loài động vật này và đang khuyến khích bà con chăn nuôi nhiều hơn, nên giá bán ra luôn được duy trì có chiều hướng đi lên. Anh Hoàn chia sẻ, một con chuột mốc có trọng lượng khi trưởng thành đạt từ 7 đến 10 kg, có giá thương phẩm ngang với một con bê và lợi nhuận cao gấp 3 đến 4 lần con bê đó. Và nếu nuôi được chuột sinh sản để cung cấp con giống ra thị trường thì lợi nhuận mang lại còn cao hơn nữa. Tôi sẽ chia sẻ cho bà con về cái lợi nhuận thực tế của cái con chuột mốc này. Từ khi mà con chuột mốc này được sinh ra được 3 tháng tuổi thì trong khoảng từ 14 đến 16 tháng thì con chuột mốc này nó đạt trọng lượng là từ 7 đến 10 kg. Khi bà con bán ra ngoài ấy, thì cái con chuột mốc này hiện giá hiện tại của chúng đang dao động từ 2,3 triệu đến 2,5 triệu, thì tôi tính trung bình quân, nếu bà con đạt được khoảng từ 7 cân ý, thì bà con bán ra ngoài sẽ là được khoảng 17 đến 18 triệu. Thì cái lợi nhuận này bà con sẽ lãi được khoảng tầm 70%. Nếu bà con chăn nuôi bò ấy, cùng với cái giá tiền như thế nhưng bà con bán ra bà con chỉ lãi được có 3 đến 4 triệu, nhưng con cầy này bà con có thể lãi được 70%. Bởi vì tại sao? Vì là ấy, cái con chồn mốc này, cái thức ăn của chúng thì rất là rẻ tiền và dễ kiếm, chúng ta không phải mất công chăm sóc quá nhiều. Đấy, cái thời gian mà bà con chăm sóc thì mỗi ngày chỉ cần bỏ ra khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đấy, nếu như bà con ấy mà nuôi được thêm về sinh sản thì bà con có thể mang lại lợi nhuận còn cao hơn nữa. Là một trong những trang trại tiên phong trong chăn nuôi động vật hoang dã, trại chồn của anh Hoàn hiện đang là nguồn cung ứng chồn mốc cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các khu sinh thái. Anh cho biết số lượng chồn mốc xuất ra thị trường chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, bà con không phải lo lắng về đầu ra sau khi chăn nuôi thành công. Trại của anh Hoàn không chỉ là nơi cung cấp chồn giống và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, mà còn là nơi để đảm bảo đầu ra sau khi bà con đã chăn nuôi thành công. Hiện nay, khi cung cấp chồn mốc giống cho bà con chăn nuôi, anh đều ký hợp đồng bao tiêu đầu ra từ 5 đến 10 năm liên tục. Để được tư vấn cụ thể hơn, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị ở trên góc phải màn hình. Đối với những cái vật nuôi thông thường ấy, thì bà con có thể là cũng hiểu được là cái giá cả ấy, thì năm nó rất là bấp bênh, năm được năm mất. Còn có những năm thì bán được ít, bán được nhiều. Đấy, nên là nó không ổn định.
Còn đối với con cày mốc này, khi mà bà con đã nhân nuôi thành công được ấy, thì bà con sẽ không phải lo lắng về đầu ra, bởi vì do cái nhu cầu thị trường hiện nay ấy, thì nó cũng chưa đủ để cung cấp ra ngoài thị trường. Trang trại chúng tôi hiện nay đang bao tiêu vào của khách hàng vào những khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái. Đấy, cái lượng khách hàng mà có nhu cầu về thương phẩm của những cái dòng này rất là lớn. Chia sẻ về các lợi nhuận khi chăn nuôi chuột mốc, anh Hoàn cho biết, ngoài thuận lợi về chi phí đầu tư thấp cùng với đầu ra mở rộng thì chăn nuôi chuột mốc không tốn nhiều thời gian. Một ngày anh chỉ cần dành từ 2 đến 3 tiếng là có thể cho chuột ăn, vừa kịp dọn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi cho chuột. Do chúng có tập tính kiếm ăn về đêm nên một ngày anh Hoàn cho chuột ăn 2 bữa. Bữa sáng chuột ăn hoa quả, chủ yếu là chuối. Buổi chiều tối anh cho ăn cháo cá hoặc cháo gà đổi bữa luân phiên. Đây là chế độ ăn của chuột nuôi thương phẩm. Đối với chuột nuôi sinh sản, anh sẽ có những khẩu phần ăn đặc biệt cho những thời kỳ quan trọng như khi chuột được chuẩn bị vào giống, chuột cái mang thai và sau khi sinh. Như tôi vừa nói ở trên ấy, thì cái khâu chăm sóc của con chuột này nó thứ nhất là nó không mất thời gian. Thứ hai ấy, là cái thức ăn của chúng thì rất là dễ kiếm. Đấy, và đơn giản. Đấy, bà con chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tiếng để vừa cho ăn và dọn dẹp chuồng trại trong một bữa. Một ngày thì tôi thường thường chia làm 2 bữa, tức là bữa sáng và bữa chiều. Bữa sáng ấy thì bà con chỉ cần chăn chuối thôi. Còn bữa chiều thì bà con sẽ dùng cháo. Cháo thì thường thường sẽ là cháo cá và cháo gà. Đấy, đó là chế độ ăn của chuồn trưởng thành. Còn một cái khâu rất là quan trọng trong chăn nuôi con chuồn mốc này thành công ấy, thì bà con phải đánh mạnh vào sinh sản. Bởi vì ấy, khi mà sinh sản, chắc hẳn là nhiều bà con vẫn chưa biết là chuồn chuẩn bị vào giống để lên giống sẽ thường ăn những cái thực phẩm gì. Thì hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ với bà con ấy, khi mà con chuồn ấy, mà nó đã đủ tháng tuổi để chuẩn bị vào giống thì bà con nên tăng cường một tuần 2-3 bữa cá để cho chúng tạo ra cái hormone, tạo cái hormone lên giống. Đấy, như tôi vừa chia sẻ cho bà con ấy, thì khi bà con nuôi con chồn mốc này đạt trọng lượng từ 7 đến 10 kg ấy, thì trong vòng cái khoảng 12 đến 14 tháng đấy, chi phí thức ăn mà bà con bỏ ra cho một con chồn mốc là khoảng dưới 1 triệu đồng. Mà trong khi đấy thì bà con bán con chồn mốc này ra là được khoảng 17 đến 18 triệu. Do chuồn giống là động vật hoang dã thuộc danh mục 2B được nhà nước quản lý chặt chẽ, vì vậy cần có giấy phép chăn nuôi. Đến với trại của anh Hoàn, bà con sẽ được cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp để chăn nuôi, bao gồm giấy tờ nguồn gốc và hóa đơn kèm theo, cùng hợp đồng bao tiêu đầu ra từ 5 đến 10 năm. Để được tư vấn nhiều hơn, bà con hãy liên hệ trực tiếp cho anh Hoàn qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình hoặc đến trang trại của anh tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để được tư vấn. Khi bà con mua con giống bên trang trại chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con những cái giấy tờ đầy đủ hợp pháp để bà con có thể về đăng ký chăn nuôi. Thứ nhất, ở trang trại chúng tôi là sẽ có giấy tờ nguồn gốc của kiểm lâm này. Đấy, và những hóa đơn đi kèm cho bà con yên tâm về chăn nuôi, để sau này khi mà có sản phẩm đầu ra mà giao lại cho trang trại chúng tôi thì trang trại chúng tôi cũng có cái trách nhiệm để đưa ra cho bà con và bao tiêu đầu ra cho bà con trong vòng từ 5 đến 10 năm. Nếu như bà con ấy muốn tham khảo hoặc là muốn tìm hiểu về cái dòng chuồn mốc này thì có thể là điện thoại cho tôi qua số điện thoại hoặc đến trực tiếp trang trại của tôi có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp, cụ thể, chu đáo cho bà con để bà con có thể hiểu rõ hơn về cái nghề chăn nuôi chuồn mốc này. Những bà con nào ấy mà ở xa, ví dụ như ở trong những cái địa phận tỉnh, các cái tỉnh miền trong mà cách chúng tôi khoảng tầm 200-300 cây số, để chúng tôi cũng có thể là có thể đến tận nơi để tư vấn cụ thể cho bà con. Nên là ấy, chúng tôi chọn Đồng Nai để làm trang trại.